Cảm ơn em. Dạ. À, chị ơi, chị cho em chụp một tấm hình nha. Ủa chi vậy em? Dạ, anh Trình dặn là phải chụp để làm bằng chứng. Chụp lẹ giùm chị. Dạ, dạ. Ơi, chồng. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mới đi chợ về hả chồng? Ừ, bữa nay anh nói rồi. Em nói là em về trễ lắm, cho nên là anh nghỉ việc. Anh đi chợ mua đồ để nấu ăn tạo bất ngờ cho em. Sao giờ này về rồi? À, tại em có một chuyện nên về sớm nha anh. À, giới thiệu với em, đây là Quân, bạn anh. Chào anh Quân. À, đây là vợ em. Tôi á. À, chào em. Vợ tôi không được gì hết, được cái bận à. Không, tôi thấy vợ anh đẹp lắm á. Thì vợ tôi đẹp tôi mới lấy chứ trời. Anh nói em rồi, đã ở nhà đi đừng có làm cái gì hết. Ở nhà anh đi làm anh nuôi được hai mẹ con em mà cứ đi làm hoài thiệt. Tôi nhìn tôi xót ghê vậy đó. Ủa rồi hoa đâu ra vậy em? À, hoa này là em đặt tặng đối tác, lát nữa tặng đối tác đó mà. Thấy chưa? Đã về nhà rồi mà còn phải lo việc cho công ty nữa. Cực ghê vậy. Thôi không sao, em cực phụ chồng mà, để chồng đi làm một mình tội nghiệp. Thôi vô nhà nghe, đi vô nhà nha. Rồi rồi, em vô trước đi. Ủa vậy, vậy còn này sao? Rồi bây giờ đi về giùm tôi một cái đi. Ủa là bây giờ tôi không lên nhà nấu ăn nữa hả? Dạ, vợ tôi ở nhà lên nấu nướng kiểu gì? Về đi. Cái nào tặng thì lấy nha. Về đi, bữa nào gặp. Ồ. Alo. Rồi rồi, chị biết rồi. Em để trên bàn lát chị lên. À nó nghe nè. Cái chuyện chị lên chức á, chị không muốn chồng chị biết. À, chị muốn tạo bất ngờ cho anh đó mà. Ờ. À. Cảm ơn em. Hai vợ chồng này có cái gì đó mờ ám. Ê, có khi nào nó cũng thất nghiệp giống mình không ta? Mình. Ủa? Mình nói thất nghiệp là sao? Ủa sao giờ này em về vậy? Không phải đang đi làm hả? Em quên hồ sơ, em về nhà em lấy. Mình nói thất nghiệp là sao? Mình thất nghiệp xong mình không cho em biết. Ủa? Thật ra thì mời anh. Mời anh dùng rượu súc miệng. Merci beaucoup. Em cảm thấy thật vinh dự khi được làm vợ anh, một người đàn ông tài năng, trọn vẹn, hào quang, phú quý. Được làm vợ anh là một niềm hạnh phúc của cuộc đời em. Em chúc Tết hả? Mình sang mình nói ngắn gọn xúc tích thôi. Dạ, em biết sai rồi ạ. Anh bây giờ đang rất là hạnh phúc khi đã tìm lại được chính bản thân của mình. Dạ. Anh hạnh phúc rồi thì em có thưởng gì cho anh không nè? Dạ, tất nhiên, phục vụ chồng là công việc mỗi ngày, là ước mơ của em mà. Thoải mái không chồng? Dạ lắm em ơi. Dạ. Dậy. Dậy, đang ngủ. Anh dậy chưa? Dậy chưa? Ủa. Trời đất ơi, cái gì mà hả? Kiếm gì chưởng y xì đùng hết trơn, anh làm gì vậy hả? Kiếm gì cái này đâu ra? Anh á, anh chơi cái gì mà chơi không biết nữa. Không có, không, thỉnh không nhớ gì hết trời. Không nhớ hả? À. Bây giờ hả, anh ngồi dậy anh dọn dẹp rồi anh vô anh giặt đồ. Xong rồi hả, anh nấu cơm anh đợi tới giờ đi đón con về nha. Ủa em? Gì? Nấu cơm giặt đồ rửa chén hả? Ừ. Ủa anh là chồng của em á. Em ơi, tuy là anh không có công việc, không đến công ty, nhưng mà anh cũng còn cái sĩ diện, cũng còn cái tự trọng của người đàn ông với em. Làm cái đó không có gì mà mất tự trọng hết trơn á. Anh chỉ cần không có bài. Còn mình nấu cơm, mình ăn xong, mình rửa chén, đó là chuyện bình thường. Vợ mình đi làm, mình ở nhà mình phụ vợ là chuyện bình thường. Không, nha. Ngày nào em cũng đi trễ gì anh á, ngày nào em cũng phải nói mấy cái chuyện này với anh hết trơn á. Bữa nay em họp với sếp nè, sếp tổng nè, nên em sẽ về trễ. Anh ráng anh dọn dẹp giùm em nha. Không, sao?
Thì anh dọn dẹp đi chứ ngồi làm bèm cái gì vậy trời. Cái này là ngông làm cái này gì trời. Trời ơi, bài thì dẹp chứ sao mà. Nè. Ôi, đâu ra vậy? Ê, Tú. Gì nữa? Ủa, gì? Nhà tao sao mày muốn vô vô vậy? Vợ mày mở cửa. Ê mà công nhận, vợ ông á, mở cửa cho tôi vô nhà làm như mở cửa mã vậy. Là sao? Nó không dòm tôi tiếng nào luôn á. Chào nó cũng lơ, nó đi luôn á. Ê, nó nghe nè. Thôi kệ vợ ông đi. Tôi đi qua hồng qua nhậu quá trời là nhậu. Ừ, hỏi ông nè, cái này cái đám này là cái gì đây? Đồ chơi của thằng Tuấn con tôi. Con Nguyễn cái bịch nữa. Cái bịch đâu rồi? Biết không? Ủa? Bịch nào? Bóp cái bịch đồ chơi đâu rồi ta? Ừ, chắc tôi cắt ở trong rồi đó. Ông xịn quá, biết đâu rồi. Thôi, rồi, thôi sẵn. Sẵn đường, sẵn đấy là đi qua về nhậu tiếp đi. Hôm qua ông nói tôi nhậu tiếp mà, hiểu không? Nhậu tiếp. Tôi có nói hả? Có. Có không ta? Vĩnh. Vĩnh. Ê trời. Chị con, chị con. Trời ơi. Đi đâu đây? Trời ơi, đi mua đồ chơi với bia bọt. Ê, tôi ở khu này mà. Ông mới dọn tới hả? Ừ. Ê, sẵn mới mua bia. Rửa, rửa, rửa mừng hàng sớm. Nó nghèo, đi đi đâu đâu. Ông ở căn nào, nhà nào? Nhà này phải không? Nhà này phải không? Này nhà người ta, này nhà người ta. À, vậy là bên đây, bên đây, bên đây. Vậy phải. Ồ, chứ ở đâu? Dưới lần hả? Ừ. Sao đổ rác đây xa vậy? Đổ kẻ. Đi đi đi. Đây, đây. À, nhờ, 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 nhờ. Thế chưa? Đó, tóm lại, hôm nay đi qua đây. Một là lấy bịch đồ chơi của ông Tuấn về, mà không vợ tôi nó quánh chết. Hai là sẵn mình gây đổ nhậu tiếp. Nhậu, nhậu đi, nhậu đi, nhậu. Nhậu nữa hả cha? Ừ. Nhậu chưa đã hả? Chưa. Ủa mà thôi thôi đợi bữa khác nhậu đi. Giờ tôi còn phải dọn dẹp rồi đi làm nữa. Trời ơi, cái gì vậy ông Tú? Ông làm chủ mà đúng không? Lương mấy chục triệu một tháng. Trời ơi, có nhầm nhò gì đâu. Đó, ông mà không nhầm nhò thì tôi nhầm nhò gì. Trời, mình làm công nhân quèn thôi. Lương mấy trăm ngàn một ngày. Bỏ đi nhậu, đi nhậu. Đi nhậu cái gì? Ông á, sau cái dịch Covid này á, là ông phải biết quý cái công việc của mình. Không, công việc rất là khó kiếm. Mình phải lo cho vợ cho con mình nữa. Thôi về, về đi nhà, về đi nhậu sao. Biết chứ, quý công việc chứ. Nhưng mà khi mình có bạn bè là ông chủ lớn thì mình lo gì không có công việc làm. Đúng chưa, đúng chưa? Ừ thì cũng không đúng lắm đâu. Thì tức là công ty tôi đủ người rồi. Không, đâu, dư người luôn rồi. Đâu có, dư người thì có sao đâu. Tôi mà thất nghiệp một cái, bước ra Tú nhận bạn bè vô làm cái một. Nhưng mà tôi đâu có làm được cái điều đó. Rồi sao? Tại vì bạn bè tôi đâu có thất nghiệp đâu, đúng không? Bậy. Thất nghiệp. Ủa? Không. Ý tôi là lỡ, hiểu không? Lỡ mà tôi thất nghiệp thì có bạn bè giúp thì chứ. Thì lỡ mà chừng nào lỡ đi rồi tính. Ui, trời giờ còn lành lắm chưa có lỡ. Coi lành lành vậy chứ lỡ hà, lỡ lối tụt lum hà. Thôi tôi tính sao đi. Thôi mà đừng có chối đặc biệt. Nhậu, 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 nhậu. Nhậu đi, bia bọt đâu, bia bọt đâu. Qua tôi có hứa nhậu nữa hả? Có hứa nhậu. Vô, vô, vô. Nhà bia trong nhà phải không? Đi, đi, vô lấy cho. Nhậu vô, nữa vô, hả? Nhậu, trời. Nhậu, nhậu, nhậu. Thôi chơi, chơi. Lên chức nhanh như cách nghĩa cũ trở mặt ha. Người ta có sếp lớn chống lưng, còn mình á, không được đẹp thì ráng lo làm đi kiếm chén cơm. Biết đâu cái chức đó cũng chỉ để lấy le, chứ làm ăn được gì. Thôi nói nhỏ nhỏ thôi, bả nghe bây giờ. Mày sao? Bây giờ bả có đứng trước mặt ta, ta cũng dám nói á. Sao? Thẳng mặt, nói đi. Ừ thì tôi nói là cái chức vị của chị đang làm á, chỉ để làm cho có thôi chứ không làm được gì cả. Nếu như mà đã nói như vậy rồi thì phiền cô đi về bàn. Cái gì cá nhân của cô thì đem về, còn cái gì của công ty bàn giao lại cho đồng cấp. Cô nói với cái phòng hành chính là cho cô này nghỉ việc với nguyên nhân là bôi nhọ cấp trên, nghe chưa? Dạ vâng. Nhưng mà cả cái công ty này đều nói vậy, cô có ngon thì cô đuổi hết đi. Tôi không có ngon như vậy, nhưng cảm ơn cô giúp tôi sàng lọc. Ai mà nói thẳng mặt tôi đuổi. Còn cô trừ 2 ngày lương. Thấy chưa? Nói rộng nghe. Mệt quá à. Đi nha. Sao gãi hoài không hết ngứa vậy trời? Ôi cái gì vậy em? Vợ về hả? Để anh ngủ chút đi. Cái gì vậy? Ngủ chút à.
Em bẹm gì vậy trời? À, sao nhà tôi vậy cha? Ơi, anh ngủ chút đi, từ từ về làm việc sao? Ăn cái đầu không á, dậy đi dậy. Ngủ chút luôn đi. Ôi, sao mà tùm lum vậy nè? Hên quá, còn kịp, còn kịp. Rồi, bắt đầu từ đâu đây trời? Rồi, trên đây trước đi. Trời ơi, đúng ơi là đúng. Đúng không? Ông coi cái nhà kìa, như cái chuồng heo không? Tôi làm gì cần cũng chết rồi còn dọn dông nữa hả? Tại em chứ, tại ai? Sao tại tôi? Nếu về sớm chi? Nếu về trễ 1-2 tiếng là nhà nó sạch bon sáng bóng, không có dấu hiệu gì. Tại gia đau đau. Dọn đi. Rồi, để anh lấy đồ anh dọn. Cái tức chết gì ạ? Nhức đầu quá. Đầu hả? Lấy cái búa bổ vô cho bớt nhức đầu. Ôi, ra Vĩnh. Ông Vĩnh, dậy. Tập kiếm 1 năm mày. Dậy coi. Cho anh ngủ chút đi mà. Bây giờ ngồi dậy đi về. Này ông ai chứa cho đi về. Cho anh ngủ đi. Đi về, làm ơn, làm phước đi về. Ôi, khổ quá. Đi về giùm em, đi về giùm em nha. Vợ chồng gặp nhau, lâu ngày thấy cái mặt ác hẳn. Đi ra đi về. Đây đây đây, anh hôn một cái cho bớt ác. Hôn có một cái nó ớt ác liền nha. Để cho anh ngủ. Ngày mai cho chị lên báo luôn. Trời đất ơi, chị là con em. Chị giận chồng em. Trời ơi Vợ ơi, vợ ơi, nó bắt cóc anh vợ ơi. Anh vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, nó bắt cóc anh vợ ơi. Đi về, vợ ơi. Đó, ủa gì vui quá vậy em?